Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mục Buôn Mặt Đời Sống là chuyên phóng sự về chủ đề mất kết nối gia đình trong thời đại công nghệ số. Mời quý vị cùng nhìn lại thực trạng về việc lạm dụng các thiết bị công nghệ số, hậu quả có thể xảy ra cũng như tìm ra giải pháp để có thể kết nối các thành viên trong mỗi gia đình trong thời đại hiện nay. Mục Nét Đẹp Xuân Nhãn là phóng sự về câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Mục Chuyện Làng Quê là phóng sự mang tên Hưng Yên Mùa Nhẫn Ngọt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ công nghệ, thời đại mà con người có thể dễ dàng sở hữu những thiết bị công nghệ thông minh, đặc biệt là chiếc điện thoại. Và hình ảnh nhiều người lúc nào cũng tay cầm điện thoại hoặc ngồi trước màn hình máy vi tính có lẽ đã trở thành hình ảnh quá phổ biến. Là người tham gia kinh doanh theo hệ thống online, mỗi ngày chị Hiền ở phố Lê Lai, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên đều dành thời gian rất nhiều làm việc trên máy tính, điện thoại. Mỗi tối, sau bữa ăn, chị lại tất bật với những buổi họp Zoom. Chị có thể kết nối với rất nhiều người ở các nơi khác nhau, nhưng trong chính gia đình chị, các thành viên lại có ít thời gian dành cho nhau. Bởi vì tôi công việc của tôi yêu cầu phải có cả điện thoại, cả iPad, nên là về những thiết bị công nghệ số là dùng rất là nhiều. Thường thường vì khi buổi tối về chỉ 50 phút ngồi với con một lúc, và trên mâm cơm ngồi tầm khoảng 30 phút, là sau đó lại phải bắt đầu vào công việc vào buổi tối. Thường mỗi buổi tối thì cháu sẽ là làm việc, còn mẹ thì sẽ vào Zoom và ngồi học ạ. Và hai anh em thì tự chơi với nhau ạ. Thì con cảm thấy là hơi buồn. Không riêng nhà chị Hiền, mà có lẽ hình ảnh trong gia đình, mỗi người một chiếc điện thoại, không nói chuyện, không giao tiếp với nhau, đã không còn là chuyện hiếm ngày nay. Ăn điện thoại, ngủ điện thoại, thậm chí vợ chồng, con cái nằm cạnh nhau cũng dùng điện thoại để giao tiếp với nhau. Mình cứ sử dụng điện thoại nhiều nó cũng cứ bị cuốn đi á. Nhiều khi mà ngồi cạnh nhau á, cũng sử dụng phương tiện thông tin là để nhắn tin cho nhau. Bố cháu, mẹ mẹ cháu suốt là dùng điện thoại. Ước là bố mẹ cháu chơi với cháu nhiều hơn. Không chỉ trong gia đình, mà ngay cả tại các khu vui chơi trẻ em, những đứa trẻ đang hào hứng chạy nhảy cười đùa. Ông bố, bà mẹ ngồi lặng lẽ, mỗi người một góc, tay cầm chiếc điện thoại. Thi thoảng, họ chỉ ngẩng lên để tìm xem những đứa con đang ở đâu. Vâng thưa quý vị, không thể phủ nhận các thiết bị công nghệ số thông minh đã giúp con người rất nhiều trong việc kết nối ở phạm vi không gian rất rộng. Thế nhưng nếu như không biết cách sử dụng hợp lý, thì chính các thiết bị này lại gây ra những hậu quả tồi tệ ngay chính mỗi gia đình. Là một trong những người truyền cảm hứng khá nổi tiếng hiện nay, diễn giả Tuệ An đã có cơ hội gặp và tư vấn cho rất nhiều gia đình gặp vấn đề bất đồng quan điểm sống, rạn nứt mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa bố mẹ và con cái. Ở những gia đình này, gần như các thành viên trong gia đình rất ít khi có thể nói chuyện, chia sẻ trực tiếp với nhau, mà một trong những rào cản lại chính là chiếc điện thoại thông minh. Rõ ràng là chúng ta không thể nào phủ nhận cái tầm quan trọng của công nghệ số với cuộc sống của chúng ta, bởi vì nó cũng rất là cần thiết. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng nó quá nhiều thì không biết rằng là mình đang sử dụng những thiết bị đó hay là những thiết bị đó đang sử dụng chính những con người như chúng ta nữa. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta sống ở trong thế giới ảo càng nhiều thì thời gian chúng ta sống trong thế giới thật lại càng ít. Và chính cái điều đó nó đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Quá lâu không giao tiếp, chìm trong thế giới ảo khiến cho mỗi thành viên trong gia đình dần dần mất kết nối với nhau, trở nên khó khăn hơn với nhau trong giao tiếp trực tiếp. Vợ chồng dần dần trở nên xa cách, bố mẹ không còn hiểu con cái. Các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ có thể ngày càng xa cách và nếu không được khắc phục kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả đầu tiên chúng ta cần phải nhận thấy nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thiết bị công nghệ ở trong gia đình thì rất dễ dẫn đến sự mất kết nối giữa những thành viên trong gia đình. Và khi mà đã không thể nào kết nối, không thể ngồi trò chuyện, không thể nào thấu hiểu được nhau thì cái tình cảm giữa các thành viên cũng rất dễ dẫn đến mâu thuẫn rồi rạn nứt. Và điều tiếp theo chúng ta thấy là giải trí bằng việc sử dụng công nghệ đang khiến chúng ta bị căng thẳng đầu óc và thần kinh nữa. Thế nên có rất nhiều người đã bị stress, bị trầm cảm, bị những cái rối loạn tâm lý chỉ vì sử dụng công nghệ quá nhiều. Không thể phủ nhận ngày nay, con người có thể có cả thế giới trong lòng bàn tay nhờ các thiết bị số thông minh. Từ tin tức, các nội dung giải trí, tới học hành, kết nối công việc. Thế nhưng cũng chính vì nó quá hấp dẫn mà nhiều người đang lạm dụng, thậm chí nghiện, để rồi dần dần mất kết nối với chính hiện thực cuộc sống,
với chính những người thân đang hiện hữu thật sự ngay bên cạnh mình. Sẽ là kết nối với cả thế giới, nhưng lại có thể làm mất kết nối quý vị đối với chính người thân của mình. Đây đã trở thành thực trạng của không ít các gia đình hiện đại. Và để có thể kết nối trở lại đối với chính bản thân và những người thân yêu của mình, có lẽ không còn cách nào khác, chính mỗi người cần trở thành những người sử dụng thiết bị số một cách thông minh và dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình của mình. Bỏ điện thoại xuống và lắng nghe lời nói từ trái tim là một chương trình vừa được Trung tâm Kỹ năng Sống Diamond Skin tại thành phố Nghiên tổ chức. Trong chương trình, tất cả người tham gia được yêu cầu để điện thoại im lặng hoặc tắt máy, cất riêng tại một vị trí. Đồng thời, cam kết dành trọn 100% cho những người thân của mình trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Xuất phát từ thực trạng, trung tâm đã tiếp cận và cũng đã tiếp xúc với khá là nhiều học sinh. Và các bạn ấy cũng đã có một số các cái chia sẻ. Về nhà thì bố một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại. Nên là những lúc mà con muốn nói với mẹ, nói chuyện, chia sẻ một điều gì đấy với bố thì lại có một cái rào cản, đó chính là các cái thiết bị công nghệ. Nên là thấu hiểu được điều đấy, trung tâm đã tổ chức một cái chương trình là lời nói từ trái tim. Và sau chương trình này thì trung tâm rất mong và hy vọng rằng là khoảng cách giữa ba mẹ với cả con cái sẽ không bị ngăn cách nhau bởi những các cái thiết bị công nghệ nữa. Tại chương trình lời nói từ trái tim, bố mẹ và con cái có cơ hội được lắng nghe, chia sẻ, tự cảm nhận về sự hiểu biết của mình dành cho những người thân trong chính gia đình thông qua các trò chơi. Bắt đầu vào chương trình này mình cảm nhận với những trò chơi này là làm cho mình cái điều suy nghĩ. Là bởi vì có nhiều điều mình chưa hiểu các con. Chắc là sau chương trình này thì mình nghĩ là sẽ có những cái buổi để ngồi các con nhiều hơn. Ví dụ như buổi tối ăn cơm xong có thể ngồi trò chuyện với con còn lâu hơn, khoảng bây giờ chỉ là 10 phút. Nhưng chắc là phải dành tầm khoảng 30 đến 45 phút để ngồi tâm sự và chia sẻ trong một ngày hôm đó các con làm những cái gì. Mình nghĩ là nên kiểm soát cái việc sử dụng TV hay là iPad hay máy tính bảng điện thoại. Hãy dành thời gian nhiều hơn để ba mẹ có thể nói chuyện với các con, để có thể trao đổi, để có thể chơi với các con những cái trò chơi, thay vì việc là dành thời gian quá nhiều cho cái việc sử dụng các cái thiết bị đó. Gia đình là hạt nhân của xã hội, các thành viên trong mỗi gia đình gắn kết với nhau sẽ giúp gia đình hạnh phúc, xã hội tốt đẹp. Và bỏ điện thoại xuống, hiện hữu cùng nhau thật sự, một điều tưởng như rất đơn giản nhưng lại khá khó khăn trong thời đại công nghệ số, chính là giải pháp giúp cho các thành viên trong mỗi gia đình có thể kết nối và thấu hiểu nhau hơn. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tình nguyện, xung kích, xây dựng người đoàn viên công an Hưng Yên mẫu mực vì nhân dân phục vụ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức và thực hiện hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời thành lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống để chia sẻ những giọt máu hồng cho những người bệnh, qua đó lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Từ nhiều năm nay, chương trình hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn trong lực lượng công an tỉnh Hưng Yên. Trong đó, hưởng ứng sôi nổi nhất là những đoàn viên thanh niên. Đều đặn hàng năm, công an tỉnh tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện, thu hút từ 300 đến 400 đoàn viên tham gia, thu được khoảng 300 đơn vị máu. Đại úy Luyện Đức Nguyện đang công tác tại phòng an ninh nội địa có gần 20 lần hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, anh còn là một tuyên truyền viên tích cực, vận động được nhiều đồng đội tham gia hiến máu. Bắt đầu đi học đại học thì tôi đã bắt đầu tham gia hiến máu, thực hiện các phong trào tình nguyện của đoàn thanh niên công an huyện và công an tỉnh, thì tôi hàng năm đều có đăng ký và tham gia hiến máu. Một giọt máu cho đi thì một cuộc đời lại. Đầu năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên ra mắt câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống nhằm huy động đoàn viên tham gia hiến máu bất cứ lúc nào khi đồng chí, đồng đội và nhân dân cần. Sau nửa năm phát động, đã có gần 500 đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia vào câu lạc bộ, sẵn sàng hiến máu trong trường hợp cần thiết. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp. Là một đoàn viên của Công an tỉnh Hưng Yên, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện. Và mới đây là chương trình mô hình Ngân hàng Máu Sống do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động. Tôi đã đăng ký tham gia và cũng tuyên truyền với tất cả các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Câu lạc bộ thành lập nhóm Zalo để lan tỏa, tuyên truyền về mục đích của mô hình Ngân hàng Máu Sống, đồng thời có thể huy động đoàn viên hiến máu trong trường hợp cần thiết. Mới đây, thành viên trong câu lạc bộ đã kịp thời hiến máu cho một đồng đội bị thương cần đến chuyển máu. Tuyên truyền qua rất nhiều kênh, được sự hưởng ứng của rất nhiều các bạn đoàn viên thanh niên tham gia, thì cũng
theo danh sách đăng ký là trên 500 thành viên tham gia theo quyết định thành lập của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, và đoàn viên thanh niên cũng rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia và cũng rất trách nhiệm trong quá trình tham gia hiến máu cứu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền để đoàn viên thanh niên trong công an tỉnh Hưng Yên hiểu rõ sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng về hoạt động của câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống, làm sao mà lan tỏa được cái tinh thần là người chiến sĩ công an Hưng Yên nói chung cũng như là người đoàn viên thanh niên công an Hưng Yên nói riêng vẫn sẵn sàng và luôn luôn vì nhân dân phục vụ trong mọi tình huống hoàn cảnh, kể cả là cung cấp cái nguồn máu của mình cho nhân dân. Phong trào hiến máu tình nguyện được đông đảo chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh Hưng Yên hưởng ứng và tham gia thường xuyên, thể hiện sự sẻ chia, nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng xã hội, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Về với Hưng Yên thời gian này, rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chùm nhãn sai chữ quả. Lác đác đâu đó đã có những cây nhãn có thể cho thu hoạch. Hưng Yên bắt đầu vào mùa nhãn ngọt. Mời quý vị và các bạn cùng tham quan và thưởng thức những trái nhãn căng mọng đặc sản của vùng đất Hưng Yên. Hưng Yên những ngày cuối tháng 7, những chùm nhãn đang lác đác chín. Năm nay, mùa nhãn chín chính vụ bắt đầu muộn hơn mọi năm, nhưng không vì thế mà chất lượng nhãn bị ảnh hưởng. Hiện tổng diện tích trồng nhãn của toàn tỉnh Hưng Yên lên tới trên 4.000 ha, trong đó tập trung nhiều nhất ở khu vực huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Nhờ những người nông dân cần cù chăm sóc và vận dụng các kỹ thuật khoa học mà nhãn của Hưng Yên đạt sản lượng và chất lượng tốt. Các thành viên trong tổ hợp tác canh tác đúng quy trình của Việt Gáp. Thứ nhất là phân bón hữu cơ, thứ hai là thuốc bảo vệ thực vật thì phải đúng, làm cho quả nhãn an toàn, sáng bóng để bán trên các sàn giá trị cao. Hợp tác xã Tiên Châu Phú Yên của tôi thì hiện nay tôi đang quản lý là 15 hecta, trong đó là có 35 hộ. Năm nay cũng có các đơn vị về thu mua vì cái sản lượng nhãn năm nay chúng tôi phải cố gắng nỗ lực để đi tìm hiểu thị trường để bán cho bà con. Cái sản lượng nhãn năm nay nó lớn. Riêng hợp xa tôi là đã ước tính là khoảng 350 tấn rồi. Không chỉ thơm ngon có tiếng, những năm gần đây, một số nhà vườn trồng nhãn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên còn chủ động mở cửa đón du khách vào tham quan và chụp ảnh tại vườn nhãn. Đối với nhiều người đến từ các tỉnh khác, được tận mắt chiêm ngưỡng và chụp những bộ ảnh tại vườn nhãn thật sự là kỷ niệm khó quên. Lần đầu tiên em về Hưng Yên thì em cảm nhận là quê mình có những cái vườn nhãn rất là lớn, rộng. Và trong năm nay thì em đã được đi trực tiếp trải nghiệm, tới tham quan và trực tiếp được ăn nhãn, hái nhãn tại vườn. Em cảm thấy rất là thích cái vị nhãn thơm ngon tại quê mình. Trong những năm qua thì các du khách đến vườn nhà tôi thì quay phim chụp ảnh, thế rồi như vậy là du lịch nhà vườn. Đây cũng là một cách quảng bá, như vậy là nhãn của vùng đất quê hương chúng tôi, để cho khách tham quan du lịch ngày càng nhiều lên. Và chúng tôi cũng mong sao như vậy là lãnh đạo các cấp chính quyền cũng quan tâm để phát triển cái du lịch nhà vườn ở vùng đất Lễ Châu, Hồng Nam nói riêng và thành phố Hưng Yên nói chung ngày một thành công tốt đẹp. Hưng Yên đã bắt đầu bước vào mùa nhãn chín. Từng trái nhãn thơm nồng mà nhà bác học Lê Quý Đôn từng miêu tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì từ trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh trở cho, là lời mời gọi đầy ân tình tới du khách khắp nơi. Hãy cùng về với đất Hưng Yên và thưởng thức đặc sản nhãn lồng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.